50 ngày xét xử, 7 tội danh, 6 tấn tài liệu điều tra liên quan, cả nghìn tỷ đồng đã bốc hơi. Đó là những con số biết nói trong đại án Vạn Thịnh Phát để nói lên quy mô khủng khiếp của nó. Bà Trương Mỹ Lan, chủ mưu trong đại án lịch sử Vạn Thịnh Phát, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại 412.000 tỷ đồng, khiến toàn dư luận đều sốc. Tòa tuyên bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả 673.848 tỷ đồng. Vậy khả năng khắc phục hậu quả của bà Trương Mỹ Lan như thế nào? Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình về tội tham mô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử tuyên buộc bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tương đương số tiền là 673.848 tỷ đồng. Tòa đã tuyên buộc các bị cáo, nhiều người và tổ chức liên quan bà Trương Mỹ Lan phải nộp lại tiền nhằm bồi hoàn cho SCB. Ngoài ra, tòa cũng giao cho SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.122 mã tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho 1.243 khoản vay, hợp đồng tín dụng còn nghĩa vụ nợ trong vụ án. Tòa đề nghị SCB trong trường hợp nếu xử lý tài sản theo hợp đồng thế chấp để thu hồi nợ, thì sau khi xử lý trong các khoản nợ được đảm bảo bằng các tài sản tương ứng, thì phần giá trị tài sản còn lại nếu có cần phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan và dùng toàn bộ phần còn lại để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà Trương Mỹ Lan trong vụ này. Các tài sản tiếp tục bị tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án gồm 116,3 tỷ đồng mà ông Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Green Hill Villa và gia đình tự nguyện nộp lại. 190.000 đô la Mỹ của ông Trần Văn Hùng nộp lại để đảm bảo nghĩa vụ của bà Lan trong toàn bộ vụ án. Số tiền 50 tỷ đồng của ông Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Nhật Tân Long An, nộp 414,9 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương đã nộp. Tòa còn tuyên buộc Công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bà Lan là 2.882,8 tỷ đồng, buộc Công ty Cổ phần Địa ốc Hồng Phát phải nộp là 2.355 tỷ đồng, buộc Công ty Phú An, bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại là 145,26 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC, buộc bà Mai Ngọc Ngà phải nộp là 19,3 tỷ đồng, buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển và Kinh doanh Nhà hoàn trả 400 tỷ đồng, buộc Công ty Cổ phần T và H Hạ Long và Công ty Âu Lạc nộp lại 6.095 tỷ đồng. Những khoản tiền này dùng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho bà Lan trong toàn bộ vụ án. Tòa yêu cầu tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để đảm bảo thi hành án. Yêu cầu tiếp tục kê biên tạm giữ đối với 76 bất động sản tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, giao cho Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an để điều tra làm rõ, xử lý liên quan đến hành vi sai phạm của một số người đứng tên hộ tài sản cho bà Lan. 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, diện tích khoảng 1 hecta thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, giao Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an tiếp tục điều tra để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. Tiếp tục phong tỏa tài khoản của các bị cáo và những người liên quan để đảm bảo thi hành án với các bị cáo. Tòa thông báo về các tài sản, khoản tiền mà tòa xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này và vụ án của các giai đoạn tiếp theo, nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu ở giai đoạn 2. Vậy trong nước, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát có những tài sản nào? Đó là những tòa nhà triệu đô. Đầu tiên phải kể đến là khách sạn Dai U, tổ hợp trung tâm thương mại Đi Hà với tổng diện tích gần 3 hecta. Khách sạn Dai U Hà Nội 5 sao, khu văn phòng Đi Hà Business Center và khu căn hộ cho thuê Đi Hà Service Apartment. Trong thời gian đầu hoạt động, Dai U là khách sạn lớn nhất của Hà Nội, thu hút giới doanh nhân và nguyên thủ các quốc gia chọn là nơi nghỉ ngơi khi đến Việt Nam. Khách sạn Dai U Hà Nội nằm ở vị trí đắc địa với 4 mặt phố bao quanh, nằm ở trung tâm cửa ngõ phía Tây của Hà Nội với hơn 400 phòng nghỉ. Phần không gian mở của cụm tổ hợp Dai U hướng về phía Hồ Thủ Lệ. Trước khi về tay Vạn Thịnh Phát, khách sạn Dai U trải qua 3 đời chủ. Đến năm 2015,
công ty cổ phần Bông Sen công bố tại đại hội đồng cổ đông có kế hoạch đầu tư 3.650 tỷ đồng để sở hữu 51% vốn khách sạn Dai U Hà Nội. Như vậy, tổ hợp khách sạn Dai U được định giá lên tới gần 7.160 tỷ đồng vào thời điểm năm 2015. Đến năm 2016, công ty Bông Sen đã mua được 34,83% vốn khách sạn, nhưng sau đó công ty không công khai tiến độ thương vụ này. Cho đến phiên tòa này, qua lời khai của bà Trương Mỹ Lan thì Bông Sen Corp khi ấy là chủ khách sạn Dai U. Toàn bộ khối tài sản này, gia đình bà Trương Mỹ Lan chiếm trên 93% cổ phần. Trong phiên xét xử, bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị bán khách sạn Dai U để khắc phục hậu quả của vụ án. Cách khách sạn Dai U vài chục mét là tòa nhà Capital Plain 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, là tòa nhà văn phòng hạng A với hai tòa tháp văn phòng cao 37 tầng. Diện tích cho thuê thực là 100.000 m². Về kiến trúc, Capital Plain lấy cảm hứng kiến trúc hình ảnh con rồng từ trong truyền thuyết dân gian Việt Nam. Ý tưởng vẩy rồng trên nền kính và thiết kế của tòa nhà để mô phỏng một con rồng đang bay nhảy. Tòa nhà vốn là một phần của dự án Vinhome Metropolis, sau đó được chuyển nhượng sang cho pháp nhân công ty cổ phần Twin Beach thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản Singapore CapitaLand. Đầu năm 2022, CapitaLand thông báo thoái vốn khỏi tòa nhà Capital Plain và chuyển nhượng tòa nhà văn phòng này cho một bên thứ ba với giá trị là 751 triệu đô la Singapore, tương đương là 550 triệu đô la Mỹ, khoảng 12.500 tỷ đồng. Chủ mới tòa nhà văn phòng tọa lạc tại trung tâm quận Ba Đình, Hà Nội, được giới thiệu là công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vivaland. Vivaland từng được giới bất động sản nhắc đến là doanh nghiệp có mối liên hệ với Vạn Thịnh Phát. Trên website chính thức của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trước đó cũng xuất hiện thông tin Vivaland là đối tác. Một tòa nhà đẹp lộng lẫy giữa thủ đô, giá trị hàng trăm triệu đô la Mỹ, nhưng bấy lâu nay thiên hạ vẫn chỉ dừng lại ở việc đồn đoán về chủ nhân của nó. Sự giàu có xa hoa cùng những bí ẩn thâm sâu trong gia tộc Trương Mỹ Lan được hé mở một phần khi bà Lan phải đứng trước tòa. Với tư cách bị cáo trong một vụ đại án vô tiền khoáng hậu, bà Trương Mỹ Lan thừa nhận đây là tài sản của gia đình mình, được mua với giá là 700 triệu đô la Mỹ, chưa kể chi phí làm thủ tục hồ sơ hoàn thiện. Nay bị cáo muốn bán tài sản này với trị giá là 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tòa thông báo đã nhận được thông tin con gái bị cáo Lan gửi cho hội đồng xét xử thì tòa nhà Capital Plain 29 Liễu Giai dự kiến được trả khoảng 360 triệu đô la Mỹ, chứ không phải là 1 tỷ đô la Mỹ như bị cáo Lan nói. Xây dựng trung tâm thương mại trên đất vàng. Ngoài những tài sản khổng lồ được bị cáo Trương Mỹ Lan lần đầu xác nhận tại tòa, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu hàng loạt dự án đắc địa tại trung tâm cung đường Nguyễn Huệ, nơi đặt trụ sở chính của Vạn Thịnh Phát, đồng khởi của các địa điểm xung quanh ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, quận 1, quận 3, trong đó phải kể đến khách sạn 4 sao Plain Hotel Sài Gòn trên đường Nguyễn Huệ, thuộc quản lý của công ty cổ phần Bông Sen, công ty con của Vạn Thịnh Phát. Cũng tại khu đất vàng trung tâm quận 1, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu khu phức hợp trung tâm mua sắm Union Square với 4 mặt tiền, đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, gần kề với trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nơi này có tổng diện tích sàn lên đến 91.000 m², quy mô 6 tầng hầm và 9 tầng nổi, trong đó có 5 tầng nổi là khách sạn 5 sao. Kế đến là trung tâm mua sắm Andong Plaza và khách sạn 5 sao Windsor Plaza, đường An Dương Vương, quận 5, cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Andong Plaza và khách sạn 5 sao Windsor Plaza có tổng vốn đầu tư hơn gần 1.300 tỷ đồng, với tòa nhà cao 25 tầng và trung tâm thương mại, hội nghị. Windsor Plaza là khách sạn đầu tiên do tư nhân Việt Nam đầu tư và quản lý, đạt tiêu chuẩn 5 sao và được chọn làm nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn như hội nghị APEC năm 2006. Thời điểm hiện tại, Andong Plaza, Windsor Hotel vẫn hoạt động bình thường nhưng lại rơi vào trạng thái khá vắng khách. Một tài sản khác được bị cáo Trương Mỹ Lan nhắc đến tại tòa chính là biệt thự cổ nằm tại số 110-112 Võ Văn Tần, quận 3. Căn biệt thự cổ được xây dựng trên khu đất 2.819 m² theo kiến trúc Pháp cổ, là nhà cấp 2, 3 gồm 2 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 2.000 m². Vào năm 2013, khi thị trường bất động sản diễn ra sôi động, căn biệt thự trên 100 tuổi này được giao bán với giá là 47 triệu đô la Mỹ. Nhưng đến năm 2015, công ty cổ phần Minerva được bà Lan đứng tên chủ sở hữu đã mua thành công với trị giá là 35 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 700 tỷ đồng theo tỷ giá giai đoạn đó.
Ngay sau khi mua lại căn biệt thự này, bà Lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm 2019. Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, lực lượng chức năng đã đến nơi làm việc, rồi nhà thầu đã thông báo đóng cửa công trình, ngưng thi công. Trả lời trước tòa, bị cáo Lan xin giữ lại căn biệt thự này vì là di tích cổ, gia đình muốn bảo tồn. Một mắt xích quan trọng trong vụ án Vạn Thịnh Phát là bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của Trương Mỹ Lan, người nắm vai trò là cổ đông chính, sở hữu 99,26% cổ phần, và chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Times Square, doanh nghiệp sở hữu tòa nhà Times Square tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1. Times Square là cao ốc phức hợp nằm ở vị trí trung tâm đường Nguyễn Huệ. Tòa nhà cũng được xem là trái tim của thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thể kiến trúc của Times Square gồm tòa tháp cao 39 tầng, 163,5m, có khối bệ 6 tầng và 3 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng khoảng 90.000m2. Chiều cao của Times Square lên tới gần 165m và là tòa nhà thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh có sân đậu trực thăng trên sân thượng. Toàn bộ mặt ngoài của Times Square là The Riverside Sài Gòn, được giới thiệu là một trong số những khách sạn 6 sao đầu tiên ở Việt Nam, từng ở vị trí thứ tư trong danh sách 50 khách sạn tốt nhất thế giới. Khách sạn có mặt tiền hướng ra đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ với thiết kế vương giả lộng lẫy, tinh xảo đến từng chi tiết, vừa phóng thoáng hiện đại lại vừa cổ điển quý phái. Bị cáo Chu Lập Cơ thừa nhận đồng ý để vợ là bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, huy động vốn, vay vốn ngân hàng SCB, thực hiện công trình tòa nhà Times Square, khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại. Sau đó, ông Chu Lập Cơ lại thống nhất với vợ sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, pháp nhân do bà Trương Mỹ Lan chỉ định. Công ty Times Square ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông, nghị quyết chấp thuận thế chấp để hợp thức hóa giấy tờ bảo lãnh khoản vay tại ngân hàng SCB, giúp cho bà Trương Mỹ Lan rút ruột tiền tại SCB, gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng. Những khối tài sản khổng lồ của bà Lan từ đâu mà có? Những thương vụ mua bán hàng trăm triệu đô la chỉ trong chớp mắt mang dấu ấn Trương Mỹ Lan. Chỉ đến khi bà Lan bị bắt, truy tố về 3 tội danh, tham mô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, thì cả xã hội mới bàng hoàng và vỡ lẽ. Bị cáo rút ruột của ngân hàng SCB 1 triệu tỷ đồng. Từng đó tiền thì bà muốn làm gì cũng được. Những góc khuất sẽ được hé lộ và phơi bày những cuộc tranh luận tiếp theo tại phiên tòa, cũng như quá trình điều tra giai đoạn 2 của đại án này. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật, bị cáo Trương Mỹ Lan được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Bị cáo cũng có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 12 tháng 4. Tử hình là hình phạt cao nhất trong quy định của pháp luật hiện hành. Vậy sau phán quyết trên, bà Trương Mỹ Lan có còn cơ hội sống hay không? Liên quan tới vấn đề trên, một luật sư thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo khoản 1 điều 40 Bộ luật hình sự năm 2015, tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, thuộc một trong nhóm các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật hình sự quy định. Hiện nay, trong Bộ luật hình sự hiện hành có 18 tội phạm áp dụng hình phạt tử hình. Trong đó, nhóm tội liên quan tới tham nhũng có tội nhận hối lộ và tham mô tài sản có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Theo luật sư, trong vụ án này, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm và bản án chưa có hiệu lực pháp luật. Theo quy định pháp luật, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án, bà Trương Mỹ Lan có quyền kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh để đề nghị xem xét lại phán quyết trên. Ngoài ra, theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành, trong vòng 7 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Đồng tình với quan điểm trên, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn, giám đốc công ty luật Lưu Vũ, chia sẻ một số trường hợp không áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình. Theo ông Toàn, người phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 40 Bộ luật hình sự hiện hành sẽ không áp dụng mức án tử hình. Cụ thể, người phạm tội dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử. Bên cạnh đó, luật sư Toàn cũng cho biết không thi hành án tử hình đối với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên hoặc người bị kết án tử hình về tội tham mô tài sản,
tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham mô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. Với quy định trên, trong tiến trình tố tụng, phúc thẩm, thi hành án, tiếp theo, bà Lan nộp lại ít nhất 3/4 số tiền đã bị cáo buộc tham mô thì sẽ không bị thi hành án tử hình. Lúc này, căn cứ theo khoản 4 điều 40 Bộ Luật Hình sự năm 2015, hình phạt tử hình sẽ chuyển xuống chung thân.